tí nữa mình sẽ lên đây thử chương với mọi người nhá. Đó được rồi. Tí nữa mình sẽ lên đây thử chương với mọi người nhá. Kính thưa các đồng chí trong đoàn, chúng ta đang đứng tại sân dưới của đền thờ Canh hùng Liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên. Đoàn chúng ta sẽ dâng hương tại nhà bia Tổ quốc ghi công. Trân trọng kính mời đồng chí Lại Quốc Tĩnh, chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang, đại diện cho đoàn sẽ lên dâng hương, dâng nước, dâng lễ. Trân trọng kính mời đồng chí. Tiếp theo xin trân trọng kính mời đồng chí Lại Quốc Tĩnh sẽ di chuyển lên gác chuông để thỉnh một hồi chuông. Kính mời chư vị hương linh canh hùng liệt sĩ về ngự tại đền chứng giám cho lòng thành của đoàn. Thưa các đồng chí trong đoàn, đồng chí Lại Quốc Tĩnh, chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang vừa đại diện cho đoàn lên thỉnh chuông tại gác chuông của nhà đền. Kính mời chư vị hương linh canh hùng liệt sĩ về ngự tại đền chứng giám cho lòng thành của đoàn. Và sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả các đồng chí trong đoàn chúng ta cùng lần lượt lên dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ.
Bây giờ nhé, em tiến hành là em thuyết minh đúng không? Thuyết minh ở trên. Thuyết minh ở trên. Ở đây không thuyết minh. Thuyết minh ở trên. Điều. À có, bức audio thì giới thiệu luôn. Thuyết minh. Kính thưa các đồng chí, tại đền thờ Canh hùng Liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên đặt tại cao điểm 468 thuộc thôn Nạm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nơi đây là ngôi đền thờ chung cho hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại Mặt trận Vị Xuyên từ năm 1979 đến năm 1989. Tổng thể nhà đền được xây dựng trên nền diện tích hơn 1.000 m2 với sân dưới và sân trên. Quý vị đang đứng tại sân dưới của đền thờ với hai nhà bia Ký ức không quên và bia kiến tạo Đài Hương 468. Cùng với đó là nhà bia Tổ quốc ghi công và một tháp chuông cao 3,94 m. Khi bước vào nhà đền, đoàn đại biểu chúng ta sẽ đi qua phần dưới của gác chuông. Sau đó thì đoàn đồng chí đại diện cho đoàn, đồng chí trưởng đoàn sẽ lên gác chuông, thỉnh một hồi chuông mời chư vị anh linh canh hùng liệt sĩ về ngự tại đền để chứng giám cho lòng thành của đoàn. Công trình nhà bia Tổ quốc ghi công thì được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 4 năm 2014 và khánh thành đưa vào sử dụng vào ngày 27 tháng 7 năm 2017 nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Và sau đây, xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu cũng như toàn thể các đồng chí trong đoàn, chúng ta cùng di chuyển sang nhà bia chiến thắng để nghe lịch sử giới thiệu về bia chiến thắng do các bác cựu chiến binh của sư đoàn 356 công đức kiệt. Thưa các đồng chí, trong chiến tranh không chỉ có pháo, đạn và hy sinh, không chỉ có máu và nước mắt, mà trong chiến tranh còn có những cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn cả những bài ca, có những con người từ chân lý sinh ra. Chúng ta đang đứng trước bia chiến thắng, một bức phù điêu được các bác cựu chiến binh của sư đoàn 356 công đức cho nhà đền với dòng chữ Người và đất Hà Tuyên 1979-1989. Trên bức phù điêu bằng đá này là hình ảnh người chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng với lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh Hà Giang tham gia chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên trong suốt 10 năm chiến tranh biên giới diễn ra. Và trên bức phù điêu bằng đá có lời thề của người lính Mặt trận Vị Xuyên: sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, của liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh khắc trên khẩu súng AK của mình. Và sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí chúng ta cùng di chuyển lên sân trên của nhà đền để kính lễ. Mai anh không phải lên nữa đâu. Qua hình là được. Chúng ta thật giống những con chim sẻ đi. Thôi đến đây quay lại ạ. Trân trọng kính mời đồng chí Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang sẽ lên dâng hương và dâng lễ. Trân trọng kính mời đồng chí. Mọi người đi tiếp tục, liên tục đi. Mọi người nói nơi đâu đi liên tục. Các chú không có đuôi, các chú đứng luôn là đi luôn đi. Thank you.
hàng thiết mình lên mà. Nhưng mà phải trừ lại lưu lượng quay ở trong là một cái hoàn toàn không có rồi. Quay Bác Hồ nữa. Còn được bao nhiêu? 10 phút. 14 phút nữa. Vô tư. Kính thưa các đồng chí Lại Quốc Tĩnh và đồng chí Trần Mạnh Hùng vừa đại diện cho đoàn dâng hương tại nhà lư hương ngoài trời, sân trên của đền thờ Canh Hùng Liệt Sĩ Mặt trận Vị Xuyên. Sau đây thì trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu trong đoàn chúng ta di chuyển vào cửa phải, di chuyển vào trong nhà để kính lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh linh Canh Hùng Liệt Sĩ. Xin mời các đồng chí. Chúng mình di chuyển vào xếp cháu thành một hoặc hai hàng ngang ở ban chính giữa của đền thờ. Kính thưa các đồng chí, tại đền thờ Canh Hùng Liệt Sĩ Mặt trận Vị Xuyên, ban chính giữa của đền thờ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ban phía tay trái là thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phía bên tay phải đền thờ thờ chư vị anh linh Canh Hùng Liệt Sĩ hy sinh trên toàn tuyến của Mặt trận Vị Xuyên. Trong suốt 10 năm chiến tranh biên giới diễn ra từ năm 1979 đến năm 1989, trên toàn tuyến của Mặt trận Vị Xuyên chúng ta đã hy sinh hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ thuộc 9 sư đoàn chủ lực và bộ đội địa phương tham gia chiến đấu. Và hiện nay, đền thờ Canh Hùng Liệt Sĩ Mặt trận Vị Xuyên được coi như là một ngôi nhà chung cho tất cả hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ có nơi để về tề tụ đầy đủ ở tại đây. Vào ngày 12 tháng 7 dương lịch hàng năm thì nhà đền sẽ tổ chức lễ dỗ chung, đó là lễ dỗ trận cho tất cả cán bộ chiến sĩ hy sinh trên toàn tuyến của mặt trận. Công trình đền thờ Canh Hùng Liệt Sĩ Mặt trận Vị Xuyên là một công trình nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam và cũng là nơi để các bác cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ và du khách khắp mọi miền Tổ quốc có nơi để đến thắp những nén tâm hương, thành kính tri ân đến cán bộ chiến sĩ quân đội ta, những người đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc khi tuổi đời còn rất trẻ, lứa tuổi trung bình từ 18 đến 20. Xin được cảm ơn các đồng chí trong đoàn đã đến với đền thờ Canh Hùng Liệt Sĩ Mặt trận Vị Xuyên cùng dâng những nén tâm hương thành kính tri ân đến cán bộ chiến sĩ của quân đội ta đã hy sinh tại Mặt trận Vị Xuyên trong suốt những năm tháng chiến tranh biên giới ác liệt. Kính thưa hương linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh và ngự tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và những năm tháng chiến tranh, anh em chúng ta gọi nơi đây là làng Kinh, thủ đô của mình. Hôm nay, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Hà Giang và các phóng viên, báo đài của địa phương cùng với bà con, cô bác, nhân dân của xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cùng với các cháu đoàn viên thanh niên, các đồng chí cựu chiến binh đã hội tụ về đây
trong những giờ phút thiêng liêng này, trong những ngày tri ân, tháng 7 tri ân. Hôm nay hội tụ về đây để dâng những nén tâm nhang, để tỏ lòng biết ơn vô hạn đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên trong những năm tháng đỏ lửa từ năm 1979 đến năm 1989. Nơi đây là một vùng đất thiêng, một vùng đất để lại biết bao những ký ức của chiến tranh qua những năm tháng. Chúng tôi là những cựu chiến binh, bà con cô bác của xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, các cháu đoàn viên thanh niên, các cựu chiến binh đã hội tụ về đây để trong không khí của ngày tháng 7 tri ân này, chúng tôi xin được kính cẩn nghiêng mình, được thắp nén tâm nhang để kính chúc hương linh các anh được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Chúng tôi trong giờ phút trang nghiêm này, chúng tôi xin dành một phút tưởng niệm các anh. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, xin mời bà con cô bác, các cháu đoàn viên thanh niên, các đồng chí cựu chiến binh, chúng ta sẽ thắp hương trên hương phía trước tượng đài Tổ quốc ghi công. Kính thưa các đồng chí cựu chiến binh, kính thưa bà con cô bác tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và các cháu đoàn viên thanh niên của xã Thanh Thủy. Hôm nay là một cái ngày rất là đẹp và cũng là một cái ngày nó mang ý nghĩa tâm linh và cũng nằm trong một cái chuỗi sự kiện của tháng 7 tri ân. Chúng ta đang hướng về để tri ân các anh hùng liệt sĩ trong những năm tháng chiến tranh trên mọi miền Tổ quốc, trong đó có các anh linh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang trong những năm tháng chiến tranh trên mảnh đất này. Xin thưa với các đồng chí và bà con cô bác, nơi bà con cô bác đang đứng ở đây chính là đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở tại thôn Nàng Pinh, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Và bây giờ làng Pinh, xin thưa với bà con cô bác, đã đổi tên thành thôn Thanh Sơn. Về cái ý nghĩa lịch sử của cái thôn làng Pinh của chúng ta thì thời kỳ Pháp đô hộ đất nước ta thì làng Pinh được đặt tên là Bản Pín. Làng Pinh được đặt tên là Bản Pín. Sau đó qua quá trình một thời gian rất là lâu dài
thì làng Pinh chúng ta được nhân dân của chúng ta nói chạch đi là Pinh. Pinh ở đây có nghĩa là cũng theo ngôn ngữ của người Tây, Pinh có nghĩa là cũng là nhiều đỉa. Cũng có thể ở đây, cái thôn này của chúng ta rất là nhiều đỉa. Cho nên bà con chúng ta, tổ tiên chúng ta mới nói chạch hướng đi, đó là Pinh. Thế như vậy là theo ngôn ngữ của tiếng Tây thì cũng có thể là như vậy. Thế thì ở đây những năm tháng chiến tranh thì lơi những đoàn quân hành quân ra mặt trận tập kết ở đây, thì nơi đây vẫn mang tên là làng Pinh. Vẫn mang tên là làng Pinh. Làng Pinh hiện tại bây giờ là thôn văn hóa du lịch của xã Thanh Thủy và của huyện Vị Xuyên, là một thôn văn hóa du lịch cộng đồng cũng rất là tiêu biểu. Và làng Pinh này bây giờ nó là cái thôn văn hóa du lịch, nhưng chủ yếu là đồng bào Tây của chúng ta sinh sống và trú ngụ ở nơi đây. Và những năm tháng chiến tranh, xin thưa với các bác, các anh chị và các đồng chí, những năm tháng chiến tranh ở đây thì có những tư liệu và có những người nói rằng bà con cô bác ta sơ tán vào tuyến sau từ năm 79, nhưng thực ra không phải. Bắt đầu từ sau 84, sau tháng 4 năm 1984 thì chính thức bà con chúng ta mới di chuyển vào tuyến sau, mới di chuyển vào tuyến sau để sinh sống. Bởi vì nơi đây pháo cối của địch lã vào đây rất là nhiều, do vậy bà con ở thôn làng Pinh này mới di chuyển phía sau. Và khu phi quân sự của chúng ta, các đơn vị của quân đội chúng ta bắt đầu tiếp quản cái khu vực làng Pinh này, bắt đầu cơ bản chủ yếu là bắt đầu từ năm 84. Xin thưa với các đồng chí và bà con cô bác, nơi chúng ta đang đứng là phía sau chúng ta, phía trước mặt chúng ta, nó là điểm cao 615, 615m so với mặt nước biển. Và bà con thôn làng Pinh này vẫn gọi quả núi này là quả núi thần đấy ạ. Vẫn gọi quả núi này là quả núi thần. Quả núi này cũng rất là linh thiêng. Linh thiêng bởi lẽ theo truyền thuyết, và linh thiêng bởi một lẽ đó là đã chứng kiến bao những dấu tích của quân đội ta những năm tháng chiến tranh, và chứng kiến cả những sự hy sinh và mất mát của các đồng chí thương binh khi đưa về đến đây cũng lại hy sinh, và kể cả các đồng chí hành quân ra mặt trận cũng hy sinh tại đây. Và chứng kiến biết bao nhiêu hài cốt liệt sĩ đưa từ mặt trận về để tập kết ở đây để rửa ráy và khâm niệm cho anh em cũng ở tại làng Pinh này. Xin thưa với bà con cô bác, nơi bà con cô bác đang đứng, nó cái quả núi thần này và cái điểm cao 615 này, xin thưa với bà con cô bác, những năm tháng chiến tranh, những người lính chúng tôi ở đây thì tất cả cái chân quả núi thần này nó là một cái hàm ếch rất là sâu, có thể xe vận tải quân sự có thể chui vào trong được để tập kết toàn bộ vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, hậu cần kỹ thuật của quân đội ta qua các thời kỳ ở trong cái hàm ếch này. Thậm chí bộ đội chúng ta còn có thể ngủ ở đây được. Và đêm đêm trên cái địa bàn này, trên cái làng Pinh này thì điện máy lổ vẫn thắp sáng, vẫn được thắp sáng để phục vụ cho các cứ chỉ huy của quân đội ta và các kho hậu cần kỹ thuật của chúng ta tập kết ở đây. Xin thưa với bà con cô bác và các đồng chí, những năm tháng chiến tranh, nơi đây là chặng dừng xe cuối cùng của quân đội ta. Chặng dừng xe cuối cùng đấy ạ. Trước đây đoàn hành quân xe cơ giới đi từ phía dưới kia, cách cái đường mà chúng ta sẽ vào đường mới này nó khoảng độ 500-600m gì đó. Chúng ta đi được xong ven qua cái núi này mới vào đến đây, chứ không phải con đường mới bây giờ đi đâu ạ. Con đường mới bây giờ là không phải con đường ngày xưa mà bộ đội hành quân vào tập kết ở đây ạ. Đây là chặng dừng xe cuối cùng của quân đội ta, và đây cũng là cứ hậu cần kỹ thuật của quân đội ta, sở chỉ huy của cấp trung đoàn đến cấp sư đoàn đóng quân ở đây. Sở chỉ huy phía sau đấy ạ, của cấp trung đoàn đến cấp sư đoàn. Theo tư liệu lịch sử chúng tôi nắm được thì tại làng Pinh này chúng ta đã có khoảng độ 7 sư đoàn đặt sở chỉ huy phía sau ở đây. Và song song với nó có khoảng độ hàng chục cấp trung đoàn, trung đoàn, lữ đoàn và tiểu đoàn cũng đặt ký cứ chỉ huy ở tại làng Pinh này. Như vậy làng Pinh, những thời kỳ cao điểm, xin thưa với bà con cô bác và các đồng chí, những thời kỳ cao điểm ở đây có tới hàng ngàn bộ đội đóng quân ở đây ạ, tập kết ở đây ạ. Và nơi đây cũng là nơi chứa toàn bộ, cũng là nơi mà tập kết toàn bộ quân của chúng ta từ phía dưới lên và quân của chúng ta từ phía trên chốt trở về đây.
để hôm sau lại tiếp tục hành quân về phía sau để chuẩn bị, tinh thần, để chuẩn bị củng cố lực lượng, lại tiếp tục để quay lên, tiếp tục là thay phiên nhau tác chiến trên mặt trận này. Mặt trận này xin nói với bà con cô bác và các đồng chí ở tại làng Pinh này, không phải bắt đầu từ năm 84 các sở chỉ huy của chúng ta và cứ hậu cần kỹ thuật của chúng ta mới ở đây đâu. Và từ những năm 1979, Trung đoàn 122 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tuyên đã đặt cứ chỉ huy ở đây rồi và đặt hậu cần kỹ thuật ở đây rồi. Và sau đó là năm 1981 thì Sư đoàn 313 cũng đặt sở chỉ huy ở tại đây rồi. Sau đó các sở chỉ huy thay phiên nhau, từ bắt đầu là từ năm 1984 thì các đơn vị tập trung hậu cần kỹ thuật và sở chỉ huy ở đây tương đối là đông. Thí dụ như 316 cũng đặt ở đây, 312, rồi là sư đoàn 31, rồi là sư đoàn 356 và vân vân, cũng đặt sở chỉ huy phía sau ở tại làng Pinh này. Làng Pinh này nó có một cái giá trị lịch sử to lớn nữa mà chúng ta cần không thể lãng quên và chúng ta cần phải ghi nhớ. Làng Pinh này cũng bắt nguồn từ hai con đường chiến lược. Con đường chiến lược thứ nhất là bắt đầu từ đây ạ, từ nơi các đồng chí đang đứng đây, nơi bà con cô bác và các đồng chí đang đứng đây, là con đường chiến lược này mở từ đầu năm 1984 lên bản Lùng Đóc, qua Lùng Đóc lên 812 Cóc Nghè và chạy xuống đến 673, cao điểm 673 là Toang đấy. Như vậy là con đường chiến lược này được mở từ đầu năm 1984. Và con đường chiến lược thứ hai gọi là con đường đường hào chiến thắng. Đường hào chiến thắng cũng bắt nguồn từ làng Pinh, chạy đến thôn Nà Cái và chạy đến 673 và ra đến hang Rơi và hang Lạc Đỏ. Như vậy cái đường hào chiến thắng nó dài khoảng độ 6 km. Và con đường chiến lược này, những năm tháng chiến tranh có thể xe bộ đội, xe vận tải của bộ đội ta và xe tăng cũng có thể cơ động lên trên cái con đường này được. Như vậy bà con, cô bác và các đồng chí nên nhớ những cái sự kiện lịch sử đáng nhớ như vậy. Và ở đây xin thưa với bà con, cô bác và các đồng chí, những năm tháng chiến tranh ác liệt ở đây, chúng ta ở đây có những ngày cao điểm chúng ta đã đưa về đây đến hàng trăm hài cốt của anh em, của các đồng chí đã hy sinh ở phía trên chuyển về. Và song song với đó là hàng trăm các đồng chí thương binh được đưa về đây để cứu chữa ở tại đây. Và đây ngày 30, xin thưa với các bà con cô bác và các đồng chí, ngày 30 tháng 6 năm 1984, đoàn hành quân của Trung đoàn 153 Sư đoàn 356 hành quân qua làng Pinh bị một làn pháo địch nó bắn vào. Hai bộ đội, hai đồng chí của chúng ta hy sinh và 21 đồng chí bị thương đúng vào ngày 30 tháng 6 năm 1984. Trung đoàn 153 khi hành quân ra trận địa của sư đoàn 356 thì dính làn pháo địch ở đây ạ. Và ở đây anh em thương binh khi đưa từ tuyến trên về đến đây thì anh em bị thương cũng lại nặng quá, ở đây cũng không thể cứu chữa được và anh em cũng hy sinh ở đây cũng tương đối là nhiều. Và hài cốt liệt sĩ có những ngày tập kết ở đây, và dòng suối làng Pinh này đã rửa xác và tắm giặt cho anh em những cái hài cốt của anh em liệt sĩ đi từ biên giới đưa trở về đây. Và tắm rửa cho anh em xong mới đưa anh em vào quan tài và khâm liệm anh em và đưa anh em vào quan tài được. Và có những ngày quan tài còn không đóng đủ, không đủ quan tài để đưa anh em vào nữa. Như vậy xin thưa với bà con cô bác và các đồng chí, cái giá trị lịch sử to lớn của cái làng Pinh này qua những năm tháng chiến tranh nó đi vào ký ức của người lính, và đến những năm tháng gần đây nó đi vào cả những tâm thức, những ký ức của bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc. Nơi đây là đánh dấu những cái sự kiên cường, quả cảm của quân đội ta những năm tháng chiến tranh để giữ nước. Và nơi đây cũng là một địa chỉ đỏ để hun đúc tinh thần yêu quê hương đất nước, yêu Tổ quốc, và cũng là hun đúc những cái giá trị nhân văn to lớn, ghi công lao to lớn của tri ân các anh hùng liệt sĩ trong những năm tháng chiến tranh để giữ gìn cái mảnh đất biên cương của Tổ quốc này, phên rộng của Tổ quốc này. Và mong rằng bà con cô bác chúng ta thường xuyên lăng tới đây để thắp cho các anh những nén tâm nhang, để làm an yên vong linh các anh hùng liệt sĩ
các anh, hương hồn các anh chắc rằng vẫn còn vàng vất ở khu vực này và vẫn còn vàng vất ở đây. Thì mong rằng đất nước ta, dân tộc ta, mọi người dân Việt Nam chúng ta không quên ơn các anh. Chúng ta có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc như ngày hôm nay, được tạc nên bởi những máu xương của biết bao nhiêu người chiến sĩ đã ngã xuống trên mọi mặt trận, trong đó có mặt trận Vị Xuyên. Và lời cuối cùng, xin kính chúc các bác, các anh, các chị, nhân dân, bà con nhân dân ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, các đồng chí cựu chiến binh, các cháu đoàn viên thanh niên, các bạn, phóng viên báo đài và Trung tâm Xúc tiến Du lịch của tỉnh Hà Giang, một lời chúc sức khỏe, một lời cảm ơn chân thành nhất đã dành bớt chút thời gian công sức của mình đặt chân đến tại cây hương này để thắp cho vong linh đồng đội chúng tôi, những vong linh các anh hùng liệt sĩ, những nén tâm nhang để cho các anh sớm được siêu thoát, sớm được siêu thoát về với cõi Phật. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bà con cô bác, các đồng chí và toàn thể các cháu. Đứng hoặc là đằng sau lưng một hàng này, mình đứng một hàng cho mọi người đi hai bên hoài nữa. Thẳng ra bên đó đi. Đây nào, đây nào. Cái nơi chúng ta đang đứng đây nó chính là trạm xá Tiền Phương, gọi là trạm xá Tiền Phương của các đơn vị mà thay phiên nhau tác chiến trên địa bàn này. Thì cái công năng của cái trạm xá này là nó là cái công năng của nhiều các đơn vị sử dụng chứ không phải của một đơn vị nào cả. Đấy. Cái trạm xá này thì cũng hình thành từ năm 1984, thì bắt đầu là chúng ta mấy quân đội chúng ta mới xây dựng cái trạm xá này. Đấy. Thế thì sau đó thì các đơn vị mà xây dựng lên trạm xá này thì sau khi là rút không tác chiến trên địa bàn nữa, rút ở phía sau để củng cố lực lượng, thì đơn vị khác lên trên này để tiếp cận cái mặt trận trên này, thay phiên tác chiến trên mặt trận trên này thì lại sử dụng cái trạm xá này. Có nghĩa là trạm xá này là cái nơi mà cứu chữa thương binh của quân đội ta đi từ tuyến trên trở về đây để cứu chữa thương binh ở đây. Thế thì nó là nhiều đơn vị sử dụng cái công năng của cái trạm xá này để làm cái trạm xá Tiền Phương, nó là như vậy. Thế cái trạm xá này xin thưa quý bà con cô bác và các đồng chí và các cháu thanh niên là nơi đây thì cũng đã đưa về cái trạm xá này hàng nghìn các thương binh đã đưa về đây để cho đội ngũ y bác sĩ ở tại cái trạm xá này để cứu chữa cho các em. Tuy nhiên có những người lính sau khi bị thương ở trên trận địa mà đưa về đến đây do nặng quá và cũng đã hy sinh ở tại trạm xá này cũng tương đối là nhiều. Các bác, các anh, các chú sau khi mà đưa được về đến trạm xá này thì đã không còn sống được nữa và đã chút hơi thở cuối cùng ở trạm xá này. Thế và những đồng chí mà những người lính mà bị thương mà nặng thì đêm hôm sau lại dùng xe bộ đội vận tải của chúng ta lại đưa anh em về tuyến sau, tức là về thị xã Hòa Giang hoặc là xuống dưới khu vực phía dưới Bắc Quang để lại tiếp tục đưa anh em vào các cái cơ sở y tế ở phía dưới đó để tiếp tục để cứu chữa cho anh em ở tuyến sau. Chứ ở đây nó chỉ là cái sơ cứu, tức là cứu chữa ban đầu thôi. Đấy, cứu chữa ban đầu cho anh em thôi. Cứu chữa ban đầu ở đây thì xin thưa với bà con cô bác và các đồng chí và các cháu là không phải riêng trạm xá này, mà anh em khi được đưa về trạm xá này là đã qua một cái đơn vị ở tuyến trên kia đã sơ cứu cho anh em rồi. Thí dụ như có thể đưa anh em vào hang rơi, có thể anh em đưa vào hang Lạc Lò. Hang rơi và hang lạc lò cũng có cái trạm xá tiền dã chiến Tiền Phương của chúng ta ở trên đó. Thì đưa anh em về hai cái hang đó thì đã được sơ cứu ban đầu rồi. Sau đó mới đưa anh em về cái tuyến, đây là tuyến thứ hai. Và sau đó lại từ tuyến hai này đưa anh em về tuyến ba, tuyến sau là tuyến ba. Thế như vậy là người lính mà khi được về tới đây, như đã nói ở phần trên, khi được về đến trạm xá này là phải mất 2 ngày thì mới về được đến trạm xá này. Thì dĩ nhiên là ở đây thì có nhiều tuyến là đưa anh em thương binh về đây để cứu chữa.
kể cả cái tuyến của cái hướng Cóc Nghè, hướng cao điểm 812 Cóc Nghè, thế rồi là khu vực Thanh Đức, Lao Chải, Xín Chải, là cũng đưa anh em về theo cái tuyến này, đưa anh em theo cái con đường chiến lược này về đây để cứu chữa cho anh em ở tuyến này, chứ không phải riêng cái tuyến của Thanh Thủy. Nhưng mà dĩ nhiên là mạn Minh Tân thì cơ bản là cái mạn phía xã Minh Tân bên kia thì anh em lại đưa anh em về khu vực ở cái trạm xá dã chiến Tiền Phương của anh em ở khu vực trận địa, và sau đó là đưa anh em về khoảng độ km 17 đường Hà Giang Đồng Văn đấy để cứu chữa anh em ở cái mạn bên đó. Thế còn mạn bên này chỉ phục vụ, cái trạm xá này chỉ phục vụ cho các cái thương binh mà đưa từ trên mặt trận, từ hướng Thanh Thủy, từ hướng Thanh Đức, từ hướng Lao Chải, Xín Chải về đây để cứu chữa, tức là gồm có 4 xã mà đưa về đây. Thế còn cái mạn bên này thì không thể đưa được, cái mạn bên Minh Tân thì không thể đưa về bên này được, bởi vì nó xa. Thì đấy là cũng xin khái quát như vậy để cho các bác rồi các đồng chí, các cháu đoàn viên thanh niên nắm được cái trạm xá Tiền Phương của chúng ta nó là như vậy. Thank you.